Hello các bác, chào mừng các bác quay trở lại kênh Đồ Cũ Mỹ Nghệ Thương Hiệu Phòng. Hôm nay trong một cái buổi chiều trời đổ mưa, em lại lên và giao lưu các bác, giới thiệu các bác một số tác phẩm, đó là tóc thiền thư. Cái chất liệu là gỗ, hoàn toàn là gỗ lưu biến. Đây các bác phải nhìn thấy trên màn hình của bác là 4 chú cóc. 1, 2, 3, 4. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Hoàn toàn chất liệu là lưu biến toàn bộ 100% luôn. Hàng nghiến này là nghiến Thái Nguyên, gỗ rất là già, nghiến Thái Nguyên gỗ rất là già và đẹp gỗ luôn. Đây các bác có thể nhìn đây, những cái phần gỗ bên dưới này nhìn nó rất là sẫm màu. Đấy chứng tỏ là cái gỗ này rất là già và cái những cái này là lõi gỗ hết. Những cái này là lõi gỗ hết nên là cái màu gỗ nó rất là thẫm. Nhìn trên điện thoại nó sẽ hơi bị tối nhưng thực chất bên ngoài mình nhìn các bác nhìn ngoài nó chỉ hơi thẫm thẫm màu thôi. Đấy tẩy rất là kỹ rồi nhưng mà cây gỗ này nó rất là già bởi vì nghiến Thái Nguyên nên là cái màu nó sẽ hơi bị tối như kia. Đấy bốn chú cóc rất là đẹp. Chất liệu hoàn toàn là lưu biến, tất cả những cái trên lưng, gai trên lưng này là hoàn toàn là gai trộn và gai tự nhiên 100% bên em đều là trộn gai đều tăm tắp, không có một gai cao gai thấp hay là đấy. Các bác còn nhìn cái màn hình rất là đẹp. Trong tất cả những dòng cóc, những cái chất dòng cóc ấy, cóc thế, cóc thiền thư ấy thì những cái chất gỗ mà để làm cóc ấy đẹp nhất thì số 1 thì là sẽ là nói đến nó là lưu hương và tiếp theo thứ hai sẽ là đến lưu nghiến. Đấy là hai cái đấy là xếp đầu vào. Còn những cái dòng chất gỗ khác thì em không nói đến, nhưng mà trong hai dòng gỗ đấy thì đầu bảng nó sẽ là số 1 thì nó sẽ luôn là lưu hương là đỉnh cao rồi, sau đó đến là lưu nghiến là thứ hai. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác ba tác phẩm cóc, bốn tác phẩm cóc này hoàn toàn trên chất liệu đồ gỗ lưu nghiến, hàng toàn bộ đặc kỳ hết và gai là rất đẹp luôn. Đây các bác thấy những cái hàng hoàn toàn là đặc kỳ hết, tất cả đều lấy đặc như này, đây em lật cho các bác xem. Đấy hoàn toàn là đặc như thế này, toàn bộ lấy đặc, đây các bác thấy mình lấy đặc hết. Đấy, tất cả lấy đặc như này, hàng này tất cả đều là chọn gai và chọn gỗ. Không phải là hàng bọc hay là hàng gai xấu, tất cả gai đều. Sau đây em sẽ đi vào kích thiết và chi tiết từng cụ bóc theo 11 cho các bác lựa chọn để phù hợp với không gian này mình. Chúng ta sẽ đi vào cụ đầu tiên, đó là cụ số 1. Đây cụ số 1 này có kích thước tổng thể là dài 45, sâu 34 và cao 34. Dài 45, sâu 34 và cao 34, giá là 4,2 triệu các bác nhé. Giá này là không có tiền cước vận chuyển nhé, và không mặc cả. Đây các bác có thể nhìn thấy gai lưu đây. Đây là cái gai lưu. Gai lưu rất là tuyệt vời luôn, tròn xe luôn. Tròn xe đỉnh cao luôn, không một tí vết nỗi và cũng không phải là gai thấp gai cao, tất cả đều tăm tắp như thế này, tròn vo đều tăm tắp ở trên đầu. Đấy. Gỗ là không một tí lỗi vết gì nhá. Đây. Đấy, kích thước là dài 45, sâu 34 và cao 34. Đây là cụ số 1 này. Em sẽ lật quay đằng sau cho các bác nhìn này. Để các bác nhìn tổng thể nó dễ này. Đây là cụ số 1 này. Đấy. Đây đế gỗ đằng sau đây. Đây là đế gỗ đằng sau. Chân thứ 3 đây. Còn đây là toàn bộ gai trên lưng. Thì hai phía bên cạnh này. Chân bên cạnh này. Rất là đẹp. Quan trọng là các bác khi chơi cóc, đó là cái gai. Cái gai phải đẹp. Gai mà không đẹp thì cóc cũng không đẹp. Còn gai đẹp là chúng ta chiếm đến 90% là đẹp rồi. Đấy. Cụ này là dài 45, sâu 34 và cao 34, giá là 4,2 triệu. Gai cực kỳ vip luôn. Không nối vết gì. Đây là khuôn mặt đằng trước. Đây là khuôn mặt đằng trước. Các bác có thể nhìn thấy khuôn mặt đằng trước. Bên dưới đây là cái gỗ, chất gỗ nó già nhá. Để các bác nhìn thấy chưa? Chất gỗ nó rất là già luôn. Đây là vân gỗ rất là già luôn nên là sẽ lúc gỗ đoạn này sẽ tối màu. Không ảnh hưởng và các bác chơi nó chỉ hơi tối màu thôi. Do cái gỗ bên trên này thì nó sẽ tối bởi vì cái phần ngoài nó vỏ. Phần vỏ gỗ thì tẩy bao giờ nó sẽ lên màu rất là sáng.
nhưng cái phần cái ruột gỗ bên trong này gỗ nó bắt đầu già gỗ này, là những cái vân nu này đấy, là gỗ nó bắt đầu già thì là tất nhiên là sẽ tối màu. Còn đây là đế bên dưới này đặc tiệt đây, rất là đẹp luôn. Gỗ này là giá 4,2 triệu, kích thước là dài 45, sâu 34 và cao 34, giá 4,2 triệu là cụ số 1. Tiếp đến là cụ số 2. Cụ này có kích thước là dài 52, là cái chiều này là 52 này, chiều sâu là 42, chiều sâu là 42 và chiều cao là 30 nhé, rộng 52, sâu 42 và cao là 30. Giá của cụ này em bán là 4 triệu, hàng tất cả đều chọn gai và không lỗi vết gì. Đây là những cái hoa nu này đấy, hoa nu nó sẽ tối màu này, nó hơi tối màu nhưng quay điện thoại sẽ đấy. Đây tròn vo và tròn vanh đây, bên dưới đây tất cả đều là đế lặc, cam kết đế lặc 100%. Còn đây là gai trên lưng, gai đều tăm tắp, nó thải xoải xuống như thế này, to rất là to. Cụ này thì gai rất là to luôn, gai siêu to và siêu đẹp đấy, rất nặng luôn nhá, toàn bộ là hàng nặng hết, em bê một tay không kéo được, tất cả đều nặng, rất là nặng luôn, siêu nặng luôn các bạn. Đây, gai trên lưng nha, mỗi cụ một vẻ. Đấy, các bạn ưng cụ nào lấy cụ đấy, rất là đẹp, tất cả đều rất là đẹp luôn. Gai đây, gai đều tăm tắp và vuông, vuông gai đều mà nó không bị chỗ cao chỗ thấp, gai cao gai thấp và gai nhỏ gai to nó không bị, gai nó rất là đều và đẹp luôn. Chân thứ ba, đây là chân thứ ba nhá, đấy không lỗi vết gì, bốn xung quanh đều không lỗi vết gì, tất cả đều là hàng chọn gỗ. Kích thước là già rộng là 52, sâu là 42 và cao 30. Đây em đặt thử đế cho các bác nhìn, lặng lắm nhưng mà đây là thử đây, đế gỗ đây, đế nó như thế này, đặc kịt 100%. Đấy, cụ này có giá là 4 triệu. Cụ này về kích thước thì là to hơn cụ kia mà giá lại êm hơn một tí bởi vì hơi thấp gỗ, còn cụ này là gỗ cao thì giá là 4,2 triệu. Cụ này to hơn nhưng mà thấp gỗ một tí thì em bán 4 triệu thôi. Nhưng về nói chung về cân nặng gỗ thì đều như nhau hết. Nhiều các bác nào thích hàng to mà thấp thì chơi cụ này, 4 triệu giá cực êm này. Còn bác nào thích hàng có chiều cao thì chơi cụ này 4,2 triệu. Đấy, tiếp theo một cụ nữa, một cụ nữa, cụ này là cụ số 3, có kích thước là dạ rộng 35, là chiều dài này, chiều dài là 35 này, sâu là 35 và cao là 37. Cụ này thì có rất là có chiều cao luôn, chiều cao lên tận 37 cơ. Đấy, đây là cái gai này, gai trên lưng này cũng rất là đẹp nhá, tất cả bên em đều là hàng chọn gai, chọn gai rất là đẹp cho các bác chơi. Đấy, em sẽ quay phía đằng sau gỗ cho các bác nhìn này, đây là đằng sau gỗ này, đây là đằng sau gỗ, tuyệt vời luôn. Đây là chân thứ ba nhá, gỗ không vết lỗi gì. Đấy, bốn xung quanh đều rất là đẹp, cực đẹp luôn, nó không phải là hàng chắp vá hay là bọng bẹo hay là như thế nào cả. Tất cả bốn chú cóc này của em đều là chọn gỗ 100%, chọn gỗ và chọn gai. Hàng này toàn là hàng VIP, hàng thửa, nó không phải là hàng bình thường, những cái hàng bọng biếc mà nhặt gỗ để làm cho các bác, không có. Còn tất cả đây đều là hàng chọn gỗ hết, toàn là những hàng mua gỗ đắt tiền về làm thôi. Đây, gỗ rất là già luôn, chun sụn rất là già luôn, gỗ cực kỳ già nhé. Đấy, gai trên lưng thì không thể chê được, cụ này có chiều cao rất là cao luôn này. Đấy, các bạn nhìn này, rất là cao nhé, cao hơn cụ kia 7 phân 8 phân cơ mà. Đấy, rất là chiều cao. Cụ này em bán giá là 4 triệu, sập sàn luôn thôi, giá rất là êm nhé, cực kỳ êm, toàn hàng đẹp VIP như này mà giá quá là êm luôn cho các bác chơi. Những cụ là cóc này trên thị trường họ toàn bán 4 triệu 7 4 triệu 8, hoặc thậm chí là lên đến 5 triệu, hơn 5 triệu, thì bên em bán chỉ có 4 triệu. Cụ số 1 này, số 2 này, số 3 này, đến cụ cuối cùng là cụ số 4. Cụ này cũng rất là đẹp, cụ này có kích thước là dài 45, sâu 45 và cao 32, có nghĩa là gần như là tròn vo là 45 và chiều cao là 32. Gai lưu trên lưng cũng rất là VIP đây, gai này là gai rất là nhọn và sắc luôn, cực kỳ nhọn và sắc. Gai này nó đập vào là đứt tay như chơi này. Đấy, cực vuông, u trên lưng là vuông luôn nhá. Đây các bác có thể nhìn như này thì biết là cái vuông thôi, trên lưng nó u lên vuông này.
Đấy, vuông u trên lưng luôn, rất là đẹp. Cụ này thì không chê được đâu đâu, u trên lưng này rất là đẹp luôn. Đây mặt sau này, đấy, rất là cao nhé. Chân này này, thường thường cóc nó bao giờ nó bị xoải giống như này, bị xoải như này, nó sẽ thấp cái phần đằng sau này. Nhưng riêng cóc em làm cái lô cóc này, tất cả cái phần đằng sau nó đều rất là cao như thế này luôn. Đây các bạn nhìn cái chân thứ ba cong hẳn xuống bên dưới này, cả một gang tay như này. Các bạn biết là cái kích thước nó cao như này, rất là cao ráo luôn, không phải hàng cóc thấp. Cóc thì yêu cầu bao giờ phải có chiều cao thì nhìn trong khu nó mới đẹp, chứ còn cóc mà thấp tè thì nhìn nó không được đẹp cho lắm. Đấy vì sao con cóc to như thế kia mà hàng thấp đẹp chỉ bán có 4 triệu, bởi vì nó rất là to nhưng mà nó không được cái chiều cao, vì thấp. Nhưng cái gai của nó trên lưng thì rất là tuyệt vời đấy. Cái gai đều thân tóc như này quá tuyệt vời luôn, mà em bán chỉ 4 triệu. Cụ này em cũng bán 4,2 triệu. Cụ này nếu để đánh giá cũng rất là đẹp luôn. Đây cụ số 4 này này, cái bìa gỗ bên dưới này tuyệt vời luôn này. Hàng này cũng là đặc kịch luôn, không tí vết nỗi gì, không vết nỗi gì, gần như là không vết nỗi gì đấy, không vết nỗi gì. Gai cũng quá là đẹp đấy. Quay tổng thể làm lần nữa cho các bác nhìn, các bác lựa chọn cụ nào được lựa. Cụ số 4 này cũng 4,2 triệu nhé. Cụ số 3 này thì là 4 triệu, rất là cao và gai rất là đẹp này. Cụ số 2 này thì là rất là to, gai sau lưng rất là đều, hơi thấp bác nào không thích. Những cụ thấp này thích hợp các bác để trên cao thì chúng ta để cụ thấp, còn dưới thấp chúng ta để cụ cao. Cụ này là 4 triệu này. Kích thước là dài 52, sâu 42, cao 30 này. Giá là 4 triệu này. Rất là đẹp. Và một cụ này cũng siêu đẹp này. Gai đều găm tóc và vuông tròn tròn, tròn xoe trên lưng này. Kích thước là dài 45, sâu 34 và cao 34 này. Cụ này là 4 triệu 2 này. Đấy. Còn cụ ngoài này thì này em bán rồi. Em bán 4 triệu 4 rồi. Nó cũng đều đều này, mà em bán 4 triệu 4 đây. Nhưng này em bán 4 triệu và 4 triệu 2 thôi. Đấy. Rất là êm luôn. Đấy. Các bác ưng ý với cụ nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho đồ gỗ Minh Nghệ Chứng Minh Hải Phòng. 1, 2, 3, 4, 4 cụ. Ưng cụ nào thì có thể gọi điện cho đồ gỗ Minh Nghệ Chứng Minh Hải Phòng. Để chúng em có thể giao tận nơi cho các bác. Em ở địa chỉ ở Hải Phòng và bán hàng và giao hàng trên toàn quốc. Ở bất cứ đâu em có thể giao được trên lãnh thổ Việt Nam này là em đều giao đến nhà các bác được. Giá trên đây em báo là toàn bộ là giá đồng giá. Con thì 4 triệu, con thì 4 triệu 2. Giá này là không có cước vận chuyển và chuẩn giá 100%. Các bác không phải mặc cả. Chuẩn giá 100%, giá em báo nào là liêm yết như thế. Chuẩn như thế các bác không phải mặc cả gì, bởi vì hàng này giá như này là quá là rẻ rồi, rẻ nhất thị trường rồi. Các không phải mua đâu những cái con cóc đẹp. Hàng đặc đẹp, không bỏng bẹn, gai nu toàn bộ là chọn gai rất là đều. Không phải là gai xấu, gai to, gai nhỏ hoặc gai cao, gai thấp. Bên em là hàng đấy thì làm giá rất là rẻ thôi. Còn những hàng này tất cả đều là hàng chọn hết, chọn gai toàn bộ là đẹp vip của các bác chơi, nên là giá như này là quá là êm rồi. Các bác lưu ý nhé, hãy gọi điện cho đồ gỗ Minh Nghệ Chứng Minh Hải Phòng. 1, 2, 3, 4 4 chiếc cóc để dinh những tác phẩm cóc đẹp chất về nhà cho các bác chơi. Các bác nào chưa đăng ký kênh và ấn một nút đăng ký kênh ở bên dưới này, để mỗi khi em ra clip các bác sẽ là người xem đầu tiên. Và xem clip nhớ ấn nút like để ủng hộ em nhé, một nút like thôi. Có khen chê góp ý gì thì có thể comment bên dưới, hoặc hỏi gì các bác có thể comment bên dưới để bên em sẽ trả lời nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.